một bé sơ sinh bị chôn sống đã được cứu chữa kịp thời tại Bình Thuận. Vào trưa ngày 26 tháng 5, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã cứu chữa kịp thời một bé sơ sinh qua cơn nguy kịch khi bé này được phát hiện đang bị chôn sống ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Người phát hiện bé sơ sinh trên là chị Nguyễn Thị Thủy Trúc, 31 tuổi. Chị Trúc cho biết, vào sáng cùng ngày, khi đến khu đất trống gần nhà, bất ngờ thấy cùi chỏ tay và một chân của bé sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất. Chị hốt hoảng gọi cháu mình đến, cào lớp đất cát xuống và phát hiện đứa bé vẫn còn thở. Chị lau chùi cho bé rồi mang ra trạm xá cấp cứu. Theo một bác sĩ tiếp nhận sơ cứu, bé sơ sinh trên khoảng 1 ngày tuổi, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng khắp người dính đầy đất cát. Mặt bên phải bị một vết thương và trên người vẫn còn nhau rốn. Ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân cho biết hiện chưa tìm được người mẹ cũng như thân nhân của bé sơ sinh này. Và người của chính quyền địa phương đang thay nhau chăm sóc cho bé tại bệnh viện.